Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với KNews 24 giờ. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay. BTS càng nổi tiếng thì những tranh cãi về họ sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Bất kỳ điều gì về nhóm cũng có thể bị đem lên thớt để soi kỹ, kể cả những thành tích lịch sử mà họ đã làm được. Gần đây nhất, nhóm đã giành được top 1 Billboard Hot 100 lần thứ tư với ca khúc Butter. Và bên cạnh những lời chúc mừng nhiệt tình thì cũng có một bộ phận không hài lòng và cho rằng BTS vẫn chưa xứng đáng với điều đó. Hẳn nhiều fan của BTS và netizen vẫn còn nhớ đến bài báo gây bão hồi tuần vừa qua của trang Stereogum khi đã tranh cãi từ ngay tiêu đề BTS và fandom ARMY của họ đang khiến các bảng xếp hạng nhạc pop trở nên vô dụng. Theo đó, tác giả của bài báo này là Tom Rahan thẳng thắn cho biết 4 lần đạt top 1 của BTS là quá vô lý. Người viết bài chỉ ra rằng ngoại trừ Dynamite, những bài hát của BTS hẳn chỉ đạt top 1 Billboard nhờ vào việc các fan đổ tiền mua nhạc ở đủ các phiên bản và rằng nhạc của họ không có sức ảnh hưởng đến mức đó. Tom Rahan cũng nhắc đến những ví dụ tương tự BTS như Travis Scott, 6ix9ine và Taylor Swift, những người cũng chỉ thắng nâu một top 100 nhờ fan mua nhạc theo kiểu mass buying. Dù vậy, toàn bộ bài viết vẫn tập trung đả kích thành tích của BTS và fandom ARMY và khẳng định họ đã làm mất đi bản chất của các bảng xếp hạng nhạc pop. Bài báo này ngay lập tức đã khiến cho fan BTS vô cùng giận dữ. Họ cho biết vốn dĩ bảng xếp hạng Billboard Hot 100 có nhiều tiêu chí khác nhau để rồi cộng gộp lại điểm mới có xếp hạng. Do đó, những ai có thế mạnh ở mảng nào thì họ sẽ push mảng đó. Ví dụ như BTS là nghệ sĩ châu Á không thể push streaming radio quá mạnh thì họ sẽ phải tập trung push sale. Còn các nghệ sĩ không mạnh ở mảng sale thì họ tập trung vào streaming. Do đó, không ai có thể phủ nhận được thành công của BTS vì vốn tiêu chí của Billboard Hot 100 là như vậy. Có rất nhiều fan đã viết những bình luận dài nhằm bênh vực cho nhóm nhạc nhà Big Hit. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ với một động thái từ Forbes. Theo đó, trang tin nổi tiếng này đã lên hẳn một bài viết đả kích quan điểm của phía Tom Rahan và Stereogum. Bài viết có tiêu đề BTS không làm hỏng các bảng xếp hạng. Vốn dĩ các bảng xếp hạng đã mục ruỗng từ trước đến nay. Sau đây, xin phép dịch một số đoạn tiêu biểu từ bài báo của Forbes được viết bởi Brian Rowley. Đoạn mà Forbes nêu rõ bài viết này để phản biện quan điểm của Stereogum. Tin tức về việc Butter đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã làm hài lòng hàng triệu ARMY của BTS. Những người đã đưa bản disco pop được top 1 bằng cách liên tục mua và stream nhạc cho nhóm. Vào thứ tư vừa qua, Tom Rahan của Stereogum đã xuất bản một bài báo có tiêu đề BTS và fandom ARMY của họ đang khiến bảng xếp hạng nhạc pop trở nên vô dụng. Rahan, người viết một chuyên mục hàng tuần về mọi bài hát, từng đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, lập luận rằng bởi vì Butter tăng vọt trên vị trí số 1, phần lớn là nhờ vào sức mạnh của 69% lượng download digital của bài hát này, cộng với một phiên bản instrumental đã sẵn để tải xuống độc lập và cũng được tính vào vị trí bảng xếp hạng đó. Trong khi đó, Butter bị cho là có thành công không organic và chỉ có thể bám theo các bài hát mới của Olivia Rodrigo trên các nền tảng stream nhạc và kém bài hát Live The Door Open của Sixsonic trên đài radio. Anh ấy tuyên bố rằng Butter trên thực tế không phải là bài hát nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện nay và rằng nếu bạn nhìn vào các bảng xếp hạng, bạn sẽ có một ý tưởng hoàn toàn sai lệch về mức độ nổi tiếng của BTS. Sau đây là đoạn mà Forbes nêu rõ việc nhiều nghệ sĩ đã từng dùng các chiêu thức bundle khác nhau trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nhưng năm nay Billboard đã có biện pháp loại bỏ điều đó. Trong bài viết của mình, Rahan đã chỉ dẫn thêm cả các nghệ sĩ khác lọt vào bảng xếp hạng các bản hit số 1 thông qua các biện pháp không phù hợp, chẳng hạn như Travis Scott, 6ix9ine và Taylor Swift. Anh ấy nói về cả chiêu thức bundle. Cho đến năm ngoái, Billboard vẫn tính nhạc được bán thông qua các gói bundle, nhưng ngoài ba nghệ sĩ vừa kể trên thì có thêm những cái tên khác như Lady Gaga, Justin Bieber, Ariana Grande và nhiều nghệ sĩ khác. Dù vậy, Billboard đã ngừng tính các gói này vào bảng xếp hạng của mình vào tháng 7 năm ngoái, đồng thời ngừng cho phép việc gộp các bản nhạc physical và digital vào danh số digital. Rahan cũng nhắc đến việc nhiều bài hát ra mắt ở vị trí số 1 trên Hot 100 đã giảm mạnh vài chục vị trí trong tuần tiếp theo và nhanh chóng biến mất khỏi bảng xếp hạng khi chúng không còn được ủng hộ bởi việc bán quần thể thao, kẹo mút và bao cao su có thương hiệu. Rahan than thở,
Nó giống như một hệ thống bảng xếp hạng bị hư hỏng và theo một nghĩa nào đó, anh ấy nói đúng. Đó là lý do tại sao thật đáng thất vọng khi anh ấy hầu như chỉ đổ lỗi cho BTS và đưa cho bài báo của mình một tiêu đề tức giận rõ ràng như vậy, trong khi đề cập rất ít đến tất cả các nghệ sĩ khác cũng đã thao túng bảng xếp hạng trong nhiều năm. Sau đây là đoạn mà phía Forbes khẳng định BTS không cần dùng đến Bundle. Điều đáng nói ở đây chính là BTS chưa bao giờ dựa vào Bundle để bán nhạc của họ, vì họ không cần phải làm như vậy. Họ là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng bán hết các sân vận động trên toàn thế giới, đồng thời đạt được những bản hit số 1 và phá vỡ các kỷ lục về doanh thu và lượt stream. Dù thế thì đâu phải từ đầu họ đã đạt được điều đó. 8 năm trước, nhóm bắt đầu với việc gần như không có độ nhận diện tại Mỹ. Một số album đầu tiên của họ thậm chí còn không lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Và một khi họ bắt đầu làm như vậy, nhóm đã có được một quãng thời gian dài trụ hạng trước khi đứng đầu bảng xếp hạng với Love Yourself Tier của năm 2018. Đoạn mà phía Forbes cho biết fan có quyền ủng hộ nghệ sĩ theo cách họ muốn vì đó là tiền của họ. BTS đã tăng lượng fan của mình một cách có bài bản trong nhiều năm qua, và giờ đây, lượng fan toàn cầu khổng lồ của họ có đủ sức mạnh để đưa các bài hát và album của họ lên vị trí số 1 ở Mỹ và ở những quốc gia khác. Đó là cơ chế hiển nhiên của sự nổi tiếng. Bạn có nhiều fan hơn, bạn sẽ có vị trí trên bảng xếp hạng tốt hơn. Theo cách đó, có thể xem cộng đồng ARMY của BTS như tổ chức có quy mô rộng lớn nhất trong nền tảng âm nhạc pop. Một tổ chức bao gồm những con người bình thường. Họ ủng hộ nghệ sĩ yêu thích của mình bằng 69 sen với một lần mua nhạc. Liệu điều này có phải là hơi quá đà với những ai không biết về văn hóa fandom hay không? Có thể lắm. Nhưng thật sự làm gì có sự khác biệt giữa việc tải bài hát nhiều lần khi mà Billboard chỉ tính tối đa 4 lần cho mỗi giao dịch. Nhắc lại cho bạn nhớ thôi. Và mua một chiếc áo hoodie đắt tiền từ một nghệ sĩ, người hâm mộ có quyền chi tiêu số tiền mà họ đã nỗ lực kiếm được theo cách mà họ muốn chứ. Đoạn mà Forbes cho biết BTS không làm hỏng bảng xếp hạng, thay vào đó nhóm đang phơi bày những mặt tối vốn dĩ đã tồn tại từ lâu của các bảng xếp hạng. BTS không làm mất uy tín của bảng xếp hạng Billboard, họ chỉ phơi bày rõ sự mục ruỗng từ bên trong các bảng xếp hạng và tất cả những tiêu chí vốn đã tồn tại trong suốt nhiều năm trời. Tiêu chí phát sóng pop radio chỉ là một nền tảng đã lỗi thời được làm ra để duy trì thuật toán gây dựng thành tích cho các bài hát nhạc pop từ các nghệ sĩ phương Tây và sẽ có thêm ưu thế cho họ nếu họ là người da trắng và có ngoại hình cuốn hút. Trong những năm đầu của sự nghiệp, BTS đã bị hệ thống radio Mỹ loại bỏ và ném đá tơi tả chỉ vì đơn giản nhóm dám hát bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Việc các radio đã nhanh chóng thêm vào hai bản hit tiếng Anh của họ, Dynamite và Butter, về một phương diện thì là điều đáng mừng, nhưng ở phương diện khác cũng là dấu hiệu cho thấy vẫn còn những lỗi hệ thống đang gây khó khăn cho nền tảng âm nhạc. Còn nói về các nền tảng streaming nhạc trực tuyến, các công ty như Spotify có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn minh bạch về các phương pháp chọn lọc số liệu lượt stream của họ. Ví dụ, họ chỉ ghi nhận 11 triệu stream của Butter trong ngày đầu tiên, trừ đến 20,9 triệu lượt stream chưa qua bộ lọc. Nếu không có việc lọc bỏ này, Butter đã đạt được số lượt stream lớn nhất trong một ngày trong lịch sử của Spotify. Và nếu chúng ta đang nói về phương pháp sale đáng ngờ, chúng ta đừng quên rằng trước khi hệ thống Nielsen SoundScan được ra mắt vào năm 1991, Billboard đã theo dõi doanh số sale nhạc bằng cách gọi điện cho các nhãn hàng băng đĩa trên toàn quốc. Đây chính là một cách mà hệ thống bảng xếp hạng danh dự hoàn toàn có thể bị nhân viên gian lận hoàn toàn với một nhà cung cấp anti nghệ sĩ nào đó, hoặc do họ nhận được tiền hối lộ từ các hãng thu âm. Nếu có ai muốn tranh luận rằng các bảng xếp hạng nhạc pop hiện nay là vô dụng, bạn phải sẵn sàng thừa nhận chúng tôi vốn đã như vậy từ lâu, thậm chí từ nhiều thập kỷ qua. Đoạn kết của bài báo Forbes. Thay vì chỉ trích fan vì đã chi tiền cho các nghệ sĩ mà họ yêu thích, mong bạn có thể nhớ lại, đó là cách vốn dĩ các bài hát đứng đầu bảng xếp hạng trong những ngày xa xưa trước khi hình thức stream nhạc online xuất hiện. Nếu chỉ trích họ thì phải chăng chúng ta nên chỉ trích các hãng thu âm được cho là đã chi hàng chục nghìn đô la trên các radio để phát nhạc của họ, mặc dù các phương pháp như vậy rõ ràng là vi phạm pháp luật, như phía Rolling Stone đã phơi bày sự thật này từ tháng 10 năm ngoái. Chúng ta nên đặt câu hỏi rằng, vì sao các nghệ sĩ không phải phương Tây thường được săn đón? Đến vậy, và tại sao fandom của họ lại cảm thấy cần phải sử dụng các phương pháp khác để đưa họ lên bảng xếp hạng? Chúng ta nên tự chất vấn sự hoài nghi trong chính chúng ta và của những người xung quanh rằng tại sao việc một nhóm nhạc Nam Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng lại có thể không đáng tin bằng những nhóm nhạc phương Tây khác cùng thời của họ là điều tương tự.
Và tại sao chúng ta lại chưa từng giám sát, soi kỹ đến vậy đối với các nghệ sĩ phương Tây đó? Sự khẳng định của Brayhan rằng Butter không phải là bài hát nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện nay chỉ đơn giản là không có tính thuyết phục. Chỉ vì một bài hát không phù hợp với định kiến của bạn về tiêu chí một bản hit hay tiêu chí nhận top 1, không có nghĩa là thành tích nó đạt được lại bất hợp pháp. Dù sao còn nhiều thiếu sót và sau tất cả đi chăng nữa thì Hot 100 vẫn là bảng xếp hạng xác định các bài hát phổ biến nhất trong nước. Phải có ai đó xác định bài hát nào sẽ lên ngôi hàng tuần, đó có thể là fan hoặc giám đốc điều hành hãng thu âm hoặc ai đó rất rất nhiều tiền. Tuần này, fan chính là người quyết định họ sẽ biết nên đặt tiền của mình ở đâu để đưa Butter lên ngôi đầu. Việc buộc tội họ phá hỏng các bảng xếp hạng nhạc pop trong quá trình này cũng chính là đang phớt lờ việc những mánh khóe gian lận đã tồn tại trên bảng xếp hạng Billboard hàng thập kỷ qua và phớt lờ cả thành công của BTS vốn đã được họ dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng và chưa từng có dấu hiệu giảm sút. Nếu bây giờ bạn mới bắt đầu nhận ra được điều đó, thì đó là tại chính bạn mà thôi. Còn bạn, bạn nghĩ gì về bài báo Forbes phản biện nhận định BTS và fan đang làm các bảng xếp hạng trở nên vô dụng? Liệu bài báo trên của Forbes có thuyết phục được bạn hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé! Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày hôm nay của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.